Rồi mình cũng muốn chào mọi người nha. Đây tiếp tục buổi sáng đi vớt cá trút nữa mọi người. Kìa mọi người, kìa đằng đó mình đang thấy hai bà bầy nó nổi đằng đó kìa mọi người, giận giận luôn kìa. Hồi sáng quay nó không được trong hung, có hơi có sương luôn rồi. Với phòng mình quay lên nè, quay lên hơi chá chá mặt trời nè. Có hôm với bữa nay không mưa nè là cá chốt nổi, còn mà mưa quá là nó không nổi đâu, mưa nó ít nổi lắm, mưa dặn nó đi vậy nó gom vậy này. Chỗ này con bầy kìa mà đang nổi trong trà kìa, trong trà sao vớt đây các bạn, đó kìa nó nổi cũng gần giữa sông rồi này. Cái bầy này cũng dữ lắm mọi người này. Để coi nó có gà chích ngoài không. Ôi mày, cái chốt này cũng bự mọi người. Đây khôn quá, nổi trong trà này, xích chỗ này con bầy nữa mọi người. Kìa con cái bầy này nổi ngoài kìa mọi người. Đây bầy này nó nổi sát vô trong trà. Ôi cái chốt này bự bự không à, chút giấy à. Trong trà này thì vớt không được nhiều mà. Đây lại mình lại mấy cái bầy này dễ dễ vớt à. Đây 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 bầy nè mọi người. Wow, bầy này nổi cũng đỡ nè, mà không bầy mà bằng bầy vô trong đó, ở trong đó rồi mới giữ rồi. Ồ còn cái bầy đằng đó kìa mọi người, hết biết luôn rồi, nó giận kìa. Giờ không biết chích bầy nào đây. À, vô cái bầy nhiều rồi đi, quất hai bầy là về ăn xỉn này. Đây mọi người, bầy trong đây mới giữ nè. À, quá xá luôn. Đây, bữa nay mình làm cái vợt mới nè mọi người, cán bự luôn. Quay xuống nó trong hơn quay lên. Rồi, để mình canh mình vớt nó mọi người, để cho nó nổi nhiều vớt một cái cho đã. Mái chạy ngang này nó cũng dạng nổi luôn rồi. À, mái chạy ngang dạng nổi rồi. Ôi trời, dính trà. Ra ngoài chưa. Ủa con bọ mọi người. Ô. Con nặng quá nè. Trời dính trà chứ. Ô con mê mọi người. Nhiều được cũng phê mọi người. Nó dính cục trà dưới trời.
Với con bầy nữa là ăn phê mọi người. Đây, chốt. Cái chốt bữa nay nó bự mấy chốt bữa mấy trước mọi người. Bự bự. Đây bơi lại bầy đó mọi người. Đây cái bầy đó kìa, với cái là nửa giật ạ. Thấy nó gom lại đằng đó nhiều à. Kìa, mọi người thấy đằng đó nó giận giận mọi người. Rồi, máy chạy ra nữa. Quá xa cái bầy này luôn rồi. Cho bài này nó một khúc luôn người, một khúc luôn để mình động động cho nó gom chỗ rồi chích mới đã. Ôi ôi một khúc luôn, ô trời một khúc luôn kìa mọi người, quá luôn rồi. Nó nổi này nó không có gom, một chỗ bài này nó dạng quá trời, nó dạng luôn rồi bầy luôn. Mình dồn dồn ở cho đây cho nó gom lại chỗ đó mọi người. Ồ nó dạng luôn mọi người. Quá cho nó dạng luôn rồi. Nó không dồn lại thôi mà nó nổi đây nè. Dữ thiệt các bạn nè. Rồi để mình đậu làm chích đó mọi người. Quá trời bầy nó dạng. Dữ dằn. Wow, wow, cái này ngon mọi người. Nhấp liên tục này nó mới nổi mình vớt được. Cái vợt này cái dạo nó vắng quá, vớt dở mới vợt kia ta. Dạo nó vắng quá mình. Chốt bữa nay bự không, bự không. Dạo vắng quá, có nào làm cái vật vật mà nó bự như vật quá hổm mà dạo vắng quá. Đây được nhiêu đâu mọi người, bài này nhiều mà nó gom thưa thiệt chứ. Đây cái bài này nãy mình vớt hồi nãy nè mọi người, giờ quay lại nó nổi nữa nè mọi người. Đem cây mình vớt nó 1 lần nữa coi được nhiêu rồi. Cái chốt cái này bự bự không à. Xích trong trà đó nó cũng có nổi con bậy.
hơi nhát rồi. Nổi xa quá. Mình nhấp vậy nè nó mới nổi nó ấy, mình buông ra cái nó chìm hết luôn. Giật này dở quá, lưới làm cái tùng khác mà được, cái tùng nó vắng quá trời, vớt nó trao ở ngoài. Đây cũng ngon mọi người, cá bự bự không à, khác mới được, giật tùng nhiều mới được, giật này tùng vắng quá, vớt nó trao quá trời trao, như đây cũng được cỡ 3 kg và 3 kg vậy. Này có chốt bự bự không, bự bự quá ngon, vớt nhiều và về chia chia vòng vòng sớm ăn. Mấy bữa trước mình vớt mình cũng ăn mớ à, như chịu cho vòng vòng sớm á, chứ ăn ngã nào cho hết, chứ mình không có đi bán không mọi người, này là đi kiếm ăn không à. Rồi mình cũng khép lại video mọi người, về mình làm công chuyện rồi, cũng cỡ 7-8 giờ xa, bảy cỡ 7 giờ mấy rồi, 7 giờ mấy sáng rồi, về mình cũng đi làm nữa. Rồi hẹn mọi người vào video tiếp theo của mình nha, rồi mình cũng bye bye mọi người nha.